Nay 28 tháng 4 năm 2020, trong 11 ngày, chúng ta đã không có một bệnh nhân mới nào bị nhiễm COVID-19. Đó là một tín hiệu rất là mừng. Xã hội thì đang dần dần trở lại một cách dè dặt và cảnh giác rất cao. Một giai đoạn mới bắt đầu, giai đoạn sống chung với dịch. Chỉ còn 2 ngày nữa thì chúng ta đến với một chiến thắng lịch sử. Một ngày mà phải 21 năm trường chinh, kháng chiến thì chúng ta mới có được. Đó chính là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thưa quý vị và các bạn, 30 tháng 4 là một chiến thắng mang tính biểu tượng rất cao. Khi đó, xe tăng của quân giải phóng đã húc đổ cổng Dinh Độc Lập và Tổng thống Dương Văn Minh đã đọc lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện của chế độ Việt Nam Cộng Hòa với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tiếp xúc với một vấn đề, đó là tính pháp lý của công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với 12 lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hôm nay tôi muốn được giới thiệu đến quý vị và các bạn những vấn đề cũng liên quan đến bức công hàm này. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng vào năm 1884, khi triều đình nhà Nguyễn đã ký hòa ước, hòa tức là hàng, đầu hàng nhà Pháp và đặt toàn bộ Đại Nam dưới quyền bảo hộ của nước Pháp, thì lúc này triều đình nhà Nguyễn chỉ còn vai trò mang tính tượng trưng, toàn bộ đất nước ta do người Pháp điều hành. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy là những hiệp ước về biên giới đối với nhà Thanh cũng là do người Pháp ký. Cuộc khai thác thuộc địa của người Pháp bắt đầu. Vào những năm 1940, người Nhật xâm chiếm Việt Nam. Người Pháp sau một vài trận đụng độ lẻ tẻ và yếu ớt chỉ mang tính tượng trưng đã tuyên bố đầu hàng người Nhật, chấp nhận đầu hàng và dâng Việt Nam cho người Nhật. Lúc này, người dân Việt Nam một cổ hai chồng. Nước Việt Nam ta từ cái nước là Đại Nam đã trở thành An Nam, An Namit. Vâng, người Pháp họ gọi như vậy. Tôi cũng không hiểu là ý nghĩa của nó như thế nào, nhưng có nghe thầy giáo cũng như là các cụ thì có nói rằng đấy là một cách gọi miệt thị đối với người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một cổ đôi chồng, người Việt Nam rên xiết lầm than và vẫn không ngừng đứng lên để đấu tranh như đã từng đấu tranh chống lại người Pháp trước đó. Lúc này trên thế giới thì có một cuộc chiến tranh. Đó là chiến tranh thế giới thứ hai giữa đồng minh và phát xít. Và tới năm 1945 thì người Nhật đã thua đồng minh. Và ở Việt Nam, phía Bắc là Tàu Tưởng, quân của Tưởng Giấy Thạch ấy, lúc này gọi là Trung Hoa Dân Quốc. Phía Nam là Đế quốc Anh. Xin lỗi, phía Nam là thực dân Anh đã được đồng minh ủy nhiệm vào Việt Nam để tước khí giới quân Nhật. Thưa quý vị và các bạn, lúc này là lúc mà dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn thì cũng phải dành cho được độc lập tự do. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ của Việt Minh, nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi mà người bị ốm rất là nặng. Những người Việt Minh đã đứng lên kêu gọi nhân dân Việt Nam và chúng ta đã thực hiện thành công cách mạng tháng 8. Lúc này vua Bảo Đại đã xuống chiếu và ấn tín bảo kiếm được trao cho đại diện Việt Minh. Quyền lực của nhà nước phong kiến Việt Nam hàng nghìn năm đã được trao một cách hợp pháp cho Việt Minh. Sau khi trao quyền lực lại cho Việt Minh thì vua Bảo Đại có tên là Công dân Vĩnh Thụy. Với cái bản chiếu thư này, Bảo Đại đã đọc tại Ngọ Môn của Huế. Và sau đó thì như chúng ta biết, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Và đó là một cái chính phủ chính danh, hợp pháp và theo đúng thông lệ. Nó có sự nối tiếp từ chế độ trước sang chế độ sau và nó phù hợp với lòng dân và nó được
đại đa số nhân dân Việt Nam hưởng ứng. Sau này thì những người Pháp lập ra một cái chính phủ gọi là Quốc gia Việt Nam và giao cho công dân Vĩnh Thụy làm quốc trưởng, không có ý kiến của dân, không được cái sự đồng thuận của dân. Chính phủ lâm thời của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã điều hành để có một cuộc tổng tuyển cử vào mùng 6 tháng 1 năm 1946. Và như vậy, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một chính phủ hợp pháp, hợp hiến, phù hợp với luật pháp quốc tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có nhiều lý do, nhiều nguyên nhân cho nên cũng còn nhiều nước chưa ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chưa công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng cho tới năm 1954 thì mọi vấn đề đã khác. Việt Nam Cộng Hòa được gọi là Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất, được ra đời trên nền của Việt Nam quốc gia, tức là nền của một cái chính quyền do người Pháp lập nên và giao cho một công dân là công dân Vĩnh Thụy làm quốc trưởng. Sau này dưới sự bảo trợ của người Mỹ thì Ngô Đình Diệm làm thủ tướng của quốc gia Việt Nam tổ chức trưng cầu dân ý, lật đổ Bảo Đại và trở thành tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất. Và nói như vậy là các bạn đã thấy một cái sự ra đời của Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay đang có những cái luồng tranh cãi, tranh luận, thậm chí dẫn đến mất đoàn kết trong nội bộ cư dân mạng và thậm chí dẫn đến mất đoàn kết ngay trong cuộc sống thực của những con người thực là công dân Việt Nam. Đó là vấn đề quan điểm đối với Việt Nam Cộng Hòa. Cách đây khoảng 2 năm, Win Win Việt Nam đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn liên quan đến ngụy hay không ngụy và liên quan đến quan điểm về Việt Nam Cộng Hòa. Và hôm nay thì Win Win Việt Nam cũng xin được góp một tiếng nói để tham gia tham luận vào vấn đề này. Chúng ta quay trở lại với Trường Sa và Hoàng Sa. Với bức công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ý kiến bình luận thì có cho rằng đây là một cái thư tay và bình luận về nội dung rằng không có chữ Hoàng Sa, Trường Sa và vân vân. Nhưng quan điểm nhất quán của Win Win Việt Nam thì vẫn không bàn về nội dung của công hàm. Và chúng tôi vẫn chỉ theo đúng luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế thì bức công hàm này, công văn ngoại giao này không đủ thẩm quyền. Vì thế mà chúng tôi không bàn đến nội dung của cái bức công hàm này, dù có nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa hay là không nhắc đến Trường Sa, Hoàng Sa. Quay trở lại với câu chuyện Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Sa, Trường Sa thì có rất là nhiều ý kiến cho rằng nếu như bây giờ chúng ta công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, là một chính thể thì điều đó là trái với lịch sử. Và rất nhiều ý kiến không đồng ý cái điều này. Và nhiều ý kiến thì lại cho rằng mình buộc phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì mới có thể bác đi được cái giá trị của bức công hàm 1958 của Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi xin thưa quý vị và các bạn, tất cả những điều này không liên quan đến nhau, không tác động qua lại với nhau. Và tất cả những điều này chỉ là một chiêu bài, đó gọi là tiêu chuẩn kép. Những người Trung Quốc, người Trung Quốc hay nói cụ thể là nhà cầm quyền Trung Quốc thăm dò dư luận và biết được rằng họ tung ra cái công hàm này và cũng tung ra cái luận điệu rằng nếu mà muốn bác cái công hàm này thì phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ ABC, nghĩa là tóm lại là Việt miền Bắc sẽ xâm lược miền Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1984 người Pháp đô hộ Việt Nam. Người Pháp đô hộ Việt Nam theo đúng luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Đúng luật pháp quốc tế là gì? Là họ có một cái gọi là hiệp ước giáp thân ký với triều đình nhà Nguyễn. Điều đó cho phép họ đô hộ Việt Nam mà họ dùng những cái từ rất là mỹ miều, đó là bảo hộ. Vâng, thông lệ quốc tế là gì? Là họ đánh nhau với mình và mình thua. Kết thúc của cái chuyện thua, mình buộc phải ký một cái hòa ước mà tôi gọi là cái hàng ước. Đó là người Pháp đã đô hộ người Việt Nam
theo đúng luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Nhưng những người Việt Nam bị đô hộ thì đã không chịu chấp nhận điều đó. Tất cả mọi trật tự đều có thể lập lại. Ví dụ, một ngày nào đó nếu chúng ta mạnh và chúng ta đủ sức thì chúng ta vẫn có thể lấy lại Trường Sa, Hoàng Sa, bởi vì đó là của chúng ta. Ở đây thì tôi cũng xin lỗi là Trường Sa thì không phải là chúng ta mất hết. Trường Sa thì hiện nay Việt Nam vẫn là nước đang quản lý, sử dụng, bảo vệ nhiều nhất cái phần những thực thể tại Trường Sa. Và Trung Quốc thì có chấn giữ một số ít, nhưng cái cách mà họ quản lý bây giờ, họ cải tạo, họ thay đổi cái diện mạo của những cái thực thể trên Trường Sa thì quá nguy hiểm. Chúng ta quay trở lại câu chuyện về Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người cho rằng nếu muốn bác bỏ công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa. Nếu công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì dẫn đến là miền Bắc xâm lược miền Nam. Xin thưa với quý vị, hoàn toàn là ngụy biện. Như chúng ta biết, người Pháp xâm lược Việt Nam, đô hộ Việt Nam. Sau đó, người Nhật đến, người Pháp đầu hàng người Nhật, giao lại Việt Nam cho người Nhật. Lúc này người Pháp không còn là chủ của chúng ta nữa, mà ông Nhật mới là chủ của chúng ta. Chúng ta làm một món hàng đồng minh đánh Nhật, Nhật thua và phải giải giáp, phải rút khỏi Việt Nam. Lúc này người dân Việt Nam vùng dậy, đòi lại ngôi nhà của mình, đất nước của mình. Đó là cách mạng tháng 8. Và chúng ta cũng phù hợp luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Đó là bằng bạo lực cách mạng là cách mạng tháng 8, chúng ta thắng lợi. Bằng văn bản hợp pháp là chiếu của vua ban. Và sau đó thì ông trở thành công dân Vĩnh Thụy, một thành viên danh dự của chính phủ lâm thời và là cố vấn đặc biệt của Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là con đường của chúng ta rất chính danh, đúng không ạ? Quốc gia Việt Nam do người Pháp lập nên. Việt Nam Cộng Hòa không phải là đảo chính, nhưng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý gian lận để giành lấy cái quyền lực của quốc gia Việt Nam. Người Pháp thì đã không thực hiện đúng cái nhiệm vụ của mình theo Hiệp định Geneva. Đáng ra là ông ấy phải ở đây, ở lại Việt Nam trong 2 năm và giúp Việt Nam tổ chức hiệp thương, tổng tuyển cử, thống nhất đất nước, bầu ra một chính phủ liên hiệp. Sau đó thì ông ấy mới rút về, nhưng ông ấy đã bỏ mặc, ông ấy rút ra để cho ông Mỹ nhảy vào. Đó là lịch sử, chúng ta không thể nói khác được. Vậy thì Việt Nam Cộng Hòa có phải chính danh không? Không chính danh. Việt Nam Cộng Hòa không chính danh, nhưng nó tồn tại là một sự thật lịch sử. Và một cái cuộc đấu tranh kéo dài tới 21 năm thì cách mạng Việt Nam, những người Việt Nam chân chính mới có thể xóa bỏ được cái chế độ này. Quý vị và các bạn nhìn trở lại lịch sử thì sẽ thấy rằng là tại Hiệp định Geneva, phái đoàn của quốc gia Việt Nam có được dự, không được ký. Trong Hiệp định Geneva không có chữ ký của ông quốc gia Việt Nam. Và đến tận bây giờ, rất nhiều người vẫn còn nhầm lẫn khi cho rằng Hiệp định Geneva chia đôi đất nước Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, không phải. Nếu ai còn chưa hiểu rõ về Hiệp định Geneva, còn cho rằng đây là một cái hiệp định chia cắt đất nước, thì mời quý vị và các bạn hãy xem lại. Từ năm 1954 đến năm 1973, 19 năm chiến đấu, chúng ta không công nhận Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta chỉ đánh nhau với Mỹ thôi. Chúng ta chỉ chống Mỹ và chúng ta không gọi Việt Nam Cộng Hòa vì coi đó là ngụy quân, ngụy quyền. Nhưng thưa quý vị và các bạn, cho đến Hiệp định Paris, với những người ở tuổi như tôi và lớn hơn thì hẳn sẽ còn nhớ, trước khi hội nghị được chính thức mở ra, có một nội dung khá là thú vị. Đó là sẽ ngồi như thế nào. Tôi ngày đấy còn nhỏ thì tôi không còn nhớ cụ thể nội dung, nhưng chỉ biết rằng đó là một cái nội dung mà được báo chí của thế giới cũng như là Việt Nam quan tâm rất là nhiều, mổ xẻ rất là nhiều. Và cuối cùng, như quý vị và các bạn thấy, ở tất cả các hiệp định, các hội nghị
thì người ta đều ngồi bàn chữ nhật, bàn vuông hoặc hai phía đối diện nhau. Nhưng riêng hội nghị Paris thì đó là một cái bàn tròn. Và cái bàn tròn này nó có ý nghĩa của nó. Nhưng điều quan trọng và là sự thật lịch sử, và dù nó như thế nào, nó không đúng với ý chí của bên này hay bên kia, thì để đến được với một cái hội nghị rõ ràng phải có những thỏa thuận. Thỏa thuận là gì? Thỏa thuận là ở đây Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đã phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một bên ngồi đàm phán. Cũng như phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa phải công nhận Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một bên ngồi đàm phán. Và thưa quý vị, nếu như ai còn nhớ, cách đây không lâu chúng ta có một bài nói về Hiệp định Paris, thì quý vị và các bạn có thể thấy là Hiệp định Paris được tồn tại giá trị ngang nhau hai bản hiệp định, nội dung giống hệt nhau, chỉ khác từ ngữ được dùng là câu mào đầu hay là phần mào đầu. Và cái điều cuối cùng đó là gì? Là một bản hiệp ước chỉ có hai bên ký thôi, là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Và một bản hiệp ước thì có bốn bên ký. Tại sao lại như vậy? Cái này chỉ suy đoán thôi. Suy đoán bởi vì ngày đấy Việt Nam Cộng Hòa không ký, cho nên chắc chắn rằng khi đã thống nhất được nội dung với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì Hoa Kỳ đã đề ra một cái bản thứ hai đề phòng nếu ông Việt Nam Cộng Hòa không ký thì hiệp định vẫn được ký kết như thường. Và điều đó nói lên gì? Điều đó nói lên rằng có hay không có cũng không có giá trị gì. Đó là công nhận hay không công nhận Việt Nam Cộng Hòa, câu chuyện không có gì thay đổi cả. Và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn là một chính phủ, một nhà nước được nhân dân bầu ra thông qua tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946. Điều đó là phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Tới đây thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cái luận điểm mà để bác bỏ công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa. Nếu đã công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì có nghĩa là miền Bắc xâm lược miền Nam. Tôi nghĩ rằng là cái luận điểm đó đã bị bẻ gãy, đúng không thưa quý vị? Thứ nhất, công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không phù hợp với luật pháp quốc tế, không phù hợp với thông lệ quốc tế trong việc giải quyết vấn đề lãnh thổ, lãnh hải và biển đảo của các quốc gia với nhau. Thứ hai, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia, là một nhà nước, là một chính phủ phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế, do nó là thành quả của một cuộc cách mạng nhân dân đứng lên giành thắng lợi và thể hiện được ý chí, ý nguyện của toàn dân qua một cuộc tổng tuyển cử sau cuộc cách mạng đó. Điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế xuyên suốt từ ngày đó và cho đến tận bây giờ. Điều thứ ba, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam công nhận các thành phần gồm Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Cách mạng Lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Và như vậy là có bốn bên cùng ký, thì như thế chữ ký của bốn bên, dù là như thế nào, bản hiệp định này ta tôn trọng nó thì nó cũng là một bằng chứng lịch sử về sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa tồn tại không có nghĩa là miền Bắc xâm lược miền Nam. Như trên đã trình bày, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một đất nước thống nhất từ Bắc vào Nam. Cuộc tổng tuyển cử đã diễn ra từ Bắc vào Nam, bày tỏ nguyện vọng và ý chí của dân tộc Việt Nam. Hiệp định Paris ghi nhận một thực tế tại miền Nam Việt Nam có hai chính phủ, là chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Hiệp định Paris cũng quy định rằng sau khi ngừng bắn
thì hai chính phủ này thông qua hiệp thương các lực lượng thì còn có cả bên thứ ba nữa, chứ không phải chỉ có lực lượng chính trị của hai cái chính phủ này đâu, thì sẽ hiệp thương và thống nhất thành một chính phủ tổng tuyển cử ở miền Nam để bầu ra một chính phủ. Sau khi tổng tuyển cử ở miền Nam thì sẽ tiến tới hiệp thương với miền Bắc và sẽ tổng tuyển cử để có được một chính phủ thống nhất cả hai miền. Đó là cái kết quả cuối cùng của Hiệp định Paris. Cho nên nếu ai nói rằng Hiệp định Paris là có hai nước, nước miền Nam với nước miền Bắc, thì tôi cho rằng không đủ trình độ để bàn về vấn đề này. Bởi vì bản Hiệp định Paris rất là rõ ràng, và trong Hiệp định Paris bản tiếng Việt, bản tiếng Anh có giá trị ngang nhau. Điều này là rất khác biệt so với những cái hiệp ước của triều đình nhà Nguyễn ký với người Pháp. Triều đình nhà Nguyễn ký các hiệp ước với nhà Pháp thì đều có cái điều khoản là trường hợp mà có thắc mắc, có khiếu kiện thì cái bản tiếng Pháp mới là bản có giá trị, còn bản tiếng Việt không có giá trị. Đây là một cái điều mà là người Việt Nam thì những cái người của thế hệ trước như là cha tôi chẳng hạn, như cha mẹ tôi, cô chú bác của tôi, thì cái điều này khiến cho họ rất là tự hào. Họ rất tự hào, và cái điều tự hào đấy nó mới dẫn đến cái niềm tự hào ở trong tôi. Và tôi cũng đưa cái niềm tự hào này của tôi tới con cháu của tôi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là dù chúng ta có công nhận ông Việt Nam Cộng Hòa hay không, thì cái miền Bắc xâm lược miền Nam là một cái không bao giờ có. Nói rằng công nhận Việt Nam Cộng Hòa để bác bỏ cái công hàm, thì kể cả khi công nhận Việt Nam Cộng Hòa để bác bỏ công hàm thì cũng không dẫn đến một cái hệ lụy rằng công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì công nhận miền Bắc xâm lược miền Nam như tôi vừa trình bày ở trên. Có nghĩa là dù để bảo vệ tổ quốc của mình công nhận như thế này, để có như thế kia, thì bất luận là như thế nào cũng không bao giờ có câu chuyện miền Bắc xâm lược miền Nam. Điều này thể hiện rất rõ ràng trong Hiệp định Paris. Nếu ai còn chưa hiểu, xin mời Google, tất cả đều có ở đó. Và nếu như mà quý vị và các bạn cảm thấy còn không tin tưởng lắm, thì hiện nay tôi biết là trình độ dân trí rất cao, nhất là các bạn trẻ tuổi thì nói tiếng Anh còn sõi hơn cả tiếng Việt. Quý vị và các bạn xin mời cứ tìm hiểu. Và chúng ta cũng có thể hiểu rằng những người Việt Nam thì lại hay thắc mắc về những cái điều nó đương nhiên như vậy. Còn những người nước ngoài thì người ta lại không thắc mắc, bởi vì cái tư duy đọc hiểu, cái trình độ đọc hiểu của người ta nó đạt tới một cái mức độ để người ta không hiểu nhầm văn bản. Còn đa phần chúng ta ít đọc, chỉ nghe thôi, và nghe một thì phán hai. Thậm chí là chỉ cần thoáng nghe, nếu các bạn lên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, quý vị và các bạn rẽ vào một cái status nào đó và họ viết một cái câu gì đó, không cần có cơ sở, không cần có lý luận, không gì cần có gì cả, chỉ cần một cái câu, còn thậm chí là còn chửi đồng nữa, thì ở bên dưới đọc bình luận thì mới thấy vừa buồn mà lại vừa cười. Bởi vì hình như họ chỉ cần nói như vậy thôi là họ ào ào họ vào. Hy vọng là chúng ta sẽ không bị dẫn dắt bởi những cái điều như vậy. Tôi muốn tóm tắt lại một cách ngắn gọn bài nói chuyện hôm nay. Đó là Việt Nam vào năm 1884 thì đã bị người Pháp đô hộ. Và cái điều này là phù hợp với luật pháp quốc tế, thông lệ quốc tế. Luật pháp quốc tế vì chúng ta có Hiệp ước Giáp Thân 1884 ký giữa triều đình nhà Nguyễn và Cộng hòa Pháp. Thông lệ quốc tế là người Pháp đã đánh cho ta te tua, ta thua, ta phải chịu. Vào năm 1945, chúng ta đã trở thành một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc, phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế, thì chúng ta đã có một cuộc tổng tuyển cử để bầu ra chính phủ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là phù hợp với luật pháp quốc tế. Thông lệ quốc tế là cuộc cách mạng tháng 8 của chúng ta thành công, lập ra được một chính phủ lâm thời
và chính phủ lâm thời đó đã tiến hành bầu cử, đã tiến hành cuộc bầu cử phù hợp với thông lệ quốc tế và luật pháp quốc tế, là chính phủ trước đó, nhà vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn là Bảo Đại đã xuống chiếu giao lại quyền lực bảo kiếm ấn tín cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và chính ông đã trở thành một công dân Vĩnh Thụy. Điều này phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Như vậy là vai trò của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên đất nước Việt Nam, tôi nghĩ không có gì phải bàn cãi. Người Pháp thì đô hộ Việt Nam, người Nhật đến thì người Pháp đã dâng Việt Nam cho người Nhật. Người Nhật thua, đồng minh đã đến giải giáp người Nhật, và tranh thủ lúc này thì Việt Minh đã làm một cuộc cách mạng tháng 8. Khi này thì nhà nước phong kiến, mặc dù là Bù Nhìn nhưng vẫn là nhà nước phong kiến, vẫn là thiên tử, vẫn là cha truyền con nối, vẫn là hàng bao nhiêu năm nay triều đình nọ nối tiếp triều đình kia để giữ cái ngai vàng này. Thì vị vua cuối cùng là Bảo Đại đã xuống chiếu trao ấn tín bảo kiếm cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, cho chính phủ, nói chính xác là cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và ông trở thành một công dân của một đất nước tự do, chứ không là một vị vua Bù Nhìn của một đất nước nô lệ. Việt Nam Cộng Hòa là sự thừa kế không minh bạch của quốc gia Việt Nam, và quốc gia Việt Nam thì lại là một sự ra đời không theo thông lệ quốc tế, không phù hợp với luật pháp quốc tế, bởi những người nước ngoài là người Pháp giao cho một công dân của một nước Việt Nam tự do một cái chức là quốc trưởng và lập nên quốc gia Việt Nam. Vì thế ngay từ ban đầu thì cái xuất xứ của nó đã là một cái xuất xứ không minh bạch, không phù hợp với luật pháp quốc tế, không phù hợp với thông lệ quốc tế. Việt Nam Cộng Hòa đã nối tiếp nó một cách cũng không minh bạch bởi một cuộc trưng cầu dân ý gian lận. Điều này thì được chính các nước phương Tây đưa tin, và thậm chí ngay chính cả những người Việt Nam Cộng Hòa đã tố cáo. Chúng ta sau 19 năm ký một hiệp định, bản hiệp định đó đã công nhận sự có mặt và tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa. Và điều đó cũng không nói lên được là Việt Nam Cộng Hòa ngang bằng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và không bao giờ điều đó khẳng định là miền Bắc xâm lược miền Nam như những luận điệu mà bây giờ chúng ta đang được nghe. Kết luận của Hiệp định Paris vẫn là một nước Việt Nam thống nhất. Điều một của nó là nước Việt Nam độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Và điều cuối cùng của nó xuyên suốt Hiệp định Paris là hướng dẫn cách để đến với một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Câu chuyện tôi muốn rằng các bạn có thể rút ra được một cái kết luận trong một cái buổi nói chuyện của Win Win Việt Nam. Và mọi bình luận chúng ta sẽ thể hiện sự văn minh, trình độ, kiến thức của mình và có trách nhiệm với những bình luận của mình. Xin đừng để chúng tôi phải xóa nó đi. Thưa quý vị và các bạn, trong những cái buổi trò chuyện với những khán giả của mình thì chúng tôi được biết là vào xem kênh Win Win Việt Nam thì các bạn còn rất là lúng túng trong cái cách tìm bài để xem. Nhiều bạn thì có phàn nàn là ví dụ như là một cái tập nào đó xem thì cứ xem được tập này, tập kia, tập nọ mà không được một cách hệ thống. Có lẽ là vì cái kênh của mình đa phần là các cựu chiến binh, còn các bạn trẻ thì chắc chắn là các bạn là chuẩn rồi. Có nhiều bạn gọi điện: chị Hải Yến ơi, sao lâu lắm rồi không thấy mình có video mới, em toàn phải xem những cái cũ thôi. Vâng, như vậy là bạn đã chưa đăng ký kênh. Khi đăng ký kênh rồi, bạn đăng ký thông báo thì có video mới bạn sẽ có thông báo. Đầu tiên là có chữ đăng ký, bạn nhấn nút đăng ký. Sau đó thì nó có cái chuông, bạn nhấn nút chuông. Thì như vậy là khi mà có video mới thì các bạn sẽ có được cái thông báo để xem. Để xem được nhiều và liên tục, khi bắt đầu vào bật máy lên, ví dụ như là cái điện thoại như thế này,
khi bật máy lên thì việc đầu tiên là các bạn nhấn vào biểu tượng của YouTube. Vào đấy rồi nhấn vào cái ký hiệu tìm kiếm ấy, nó giống cái kính lúp ấy. Rồi gõ Win Win Việt Nam. Khi gõ Win Win Việt Nam rồi, nhấn tìm. Ra kênh Win Win Việt Nam rồi thì các bạn ấn vào đấy nó sẽ ra danh sách phát này, video này, cộng đồng này, vân vân. Thì hãy vào danh sách phát. Khi vào danh sách phát rồi thì các bạn sẽ có rất nhiều danh sách phát. Và tôi tin rằng những cái danh sách phát đó đều là những video rất rất bổ ích. Bởi vì với những video đó đều là tâm huyết của những người làm chương trình chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, một điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ trong video hôm nay. Chúng ta vừa xem tháng 3 gãy súng của một cựu lính Việt Nam Cộng Hòa, một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, Trung úy Cao Xuân Huy. Và khi phát đến số thứ 2 thì tôi cũng nhận được một số ý kiến. Trong đó thì có một người anh mà tôi rất là quý mến. Anh là cựu chiến binh biên giới phía Bắc. Anh có nhắn tin cho tôi với một thái độ khiến tôi bất ngờ. Đại ý là anh phản đối. Anh nói rằng là các cựu chiến binh hết bài để viết rồi, hết bài để đọc rồi hay sao? Mà chị, anh gọi tôi bằng chị, mà chị phải đọc bài của cái thằng Ngụy như vậy. Và anh nói dành cho tôi những cái lời mà tôi cảm thấy mình cũng rất là đau lòng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà mình đã tin ở việc của mình thì mình phải làm thôi. Và tôi cũng tin chắc rằng không chỉ riêng mình anh mà cũng có nhiều người nghĩ như vậy. Và tôi còn tin hơn, sau khi xem chương trình thì chắc chắn anh và những người chưa tin tôi thì sẽ tin. Và như quý vị và các bạn biết, tháng 3 gãy súng đó là một bản cáo trạng. Và như một khán giả đã bình luận ở trên kênh, đó là một cú knock out, một cú đấm thôi sơn vào những người đến bây giờ vẫn còn giơ cái lá cờ vàng ba sọc. Tháng 3 gãy súng sẽ là một cái lời cảnh tỉnh đối với những ai còn mơ hồ về cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Và thưa quý vị, như vậy thì chiếc áo không làm nên thầy tu, tôi không ngại ngần gì khi gọi đó là Việt Nam Cộng Hòa. Và tôi cũng không ngại ngần gì khi gọi đó là lính Ngụy. Tôi không ngại ngần gì khi gọi đó là chính quyền Sài Gòn hay là quân đội Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền Ngụy, quân đội Ngụy. Bởi vì tất cả những danh xưng này đều chỉ cái đối tượng đấy, và cái đối tượng đấy thì bản chất nó quá rõ ràng rồi. Quan điểm của tôi thì vẫn như cũ, rằng khi viết sử, mình viết đúng với quy tắc của người viết sử. Có nghĩa là mình không phải là nhà văn, mình không phải là nhà thơ, mình không phải là nhà báo, mình không phải là nhà tuyên truyền, mà mình là nhà viết sử. Có sao viết vậy? Đó là cái quan điểm của tôi về câu chuyện viết sử. Và điều rất là đáng buồn đó là chỉ có một từ Ngụy thôi, nhưng họ đã chia rẽ cộng đồng mạng Việt Nam, gọi là chia năm xẻ bảy vào những năm 2014 trở về trước. Thì có thể nói là cái cộng đồng mạng ở Việt Nam rất mạnh và được dùng cái từ gọi là cờ đỏ. Mình không gọi là tổ chức mà là nhóm hội những người cùng một chí hướng khắp ba miền Nam Bắc, rất là mạnh, phát triển rất tốt. Nhưng dần dần với những cái thứ mù mờ mà người ta tung ra khiến cho những cuộc tranh luận trở thành tranh cãi. Và những cuộc tranh cãi trở thành tranh giành. Giành cái gì? Giành phần thắng. Và chúng ta đã bị chia năm xẻ bảy. Ở hải ngoại cũng vậy, cũng như thế. Có lúc tôi buồn, tôi nghĩ là hay là đấy là đặc trưng của người Việt Nam, mà chỉ có khi nào mà có địch thì lúc đấy người ta lại mới trở thành một cái khối như thế này. Ví dụ vừa mới có thằng Covid nó mò đến thì lập tức cả dân tộc Việt Nam thành một khối thống nhất. Và chúng ta là cái nước đến bây giờ có lẽ là nước đầu tiên mà cái
khi mà trở lại cái sinh hoạt bình thường thì cái nỗi lo về Covid vẫn chỉ là cái tư duy phòng thủ chiến lược thôi, chứ còn không phải là cái nỗi lo hiện hữu nữa. Và tôi sẽ chuyển lên trang cộng đồng một cái bài phân tích của tác giả Đỗ Cao Bảo về cái có hay không làn sóng 2 của cái đại dịch Covid này ở Việt Nam.